Ngày 17 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Simacai đã tổ chức lễ khởi công công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã từ xã Lùng Thần, huyện Simacai đi xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Đây là tuyến đường giao thông quan trọng của huyện cũng như đối với xã Lùng Thần. Tuyến đường có mật độ phương tiện giao thông khá lớn nhưng hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, đi lại khó khăn. Trước thực trạng trên, huyện Simacai quyết định triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường trên bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách của tỉnh. Theo đó, tuyến đường liên xã có tổng chiều dài 8 km, được thiết kế nâng cấp cải tạo theo tiêu chuẩn cấp 6 miền núi. Chiều rộng nền đường là 6 m, chiều rộng lề đường là 2,25 m. Tổng kinh phí đầu tư là 54 tỷ đồng, thời gian thi công công trình là 550 ngày. Đây là công trình trọng điểm của xã Lùng Thần. Sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng, sẽ tạo thuận lợi cho nhân dân trong xã phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có, thúc đẩy ngành du lịch dịch vụ của xã phát triển.